Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình làm một cái video clip để hướng dẫn các bạn cách mà đổi cái mật khẩu của cái chìa khóa có 4 số. Đây, khóa số có 4 số. Hiện tại thì mật khẩu mặc định của nhà sản xuất là 4 số 0 các bạn nhé. 4 số 0 này. Nhiều bạn không biết cách đổi đâu. Nhiều bạn không biết cách đổi vì nó... mình phải làm một lần mình mới biết rồi mình mới để ý. Đây, sau khi mà về 4 số 0 rồi nhá, thì nó sẽ mở ra được này, mở ra được này, các bạn để ý nhá, để ý trên thân của cái khóa này này, nó sẽ có một cái rãnh đây này, nó có cái rãnh ở cái góc này này. Đấy. Này nó có cái rãnh xung quanh như này, nó có cái rãnh thì mình, và nó có một khi mà bạn kéo khóa lên nó có cái G đây này, các bạn nhìn thấy cái G đây này. Đấy, cái G đây. Thì các bạn xoay cái khóa này vào đây, nó sẽ lọt vào cái rãnh này, lọt cái rãnh, và các bạn ấn mạnh tay xuống nhá, ấn mạnh tay xuống này. Đấy, nó ấn mạnh tay xuống, sau đó các bạn sẽ đổi sang cái pad mà mình muốn nhá. Ví dụ mình đổi sang là 4 số 9 luôn này, cho nó dễ để các bạn dễ thao tác. Đấy, 4 số 9 này. Đấy, đây nhá, sang 4 số 9 luôn nhá. Thì sau đó các bạn nhả tay ra và quay về này. Đấy, bây giờ nó lại khóa mới nó là 449 rồi nhá. Mình đổi sang số khác này, không mở được này. Đấy, đấy, đổi xong pass rồi nhá. Đây, mình quay lại 449 này. Này, mở được luôn. Đấy, bây giờ cũng tương tự như vậy, bây giờ mình đổi sang một cái pass khác đi. Mình đổi sang là đấy, lại quay về ấn giữ này, 1. Mình đổi sang 12 nhá. 1, 2, 3, 4 này. Đây, bây giờ đổi sang 3, 4 này. Nó thẳng ở cái vạch tam giác này các bạn nhé. Nó thẳng cái vạch tam giác này. Đấy, sau đấy là mình nhả tay ra, nhả tay ra. Đấy, quay về và khóa thôi. Đấy, đây này. Ấn nó xuống này. Và chỉnh cái password đi. Đấy, bây giờ tất cả các số khác đều không mở được nữa. Đấy, đây mình chuyển về 1, 2, 3, 4 nhé. Thì lại mở được này. Đấy. Đấy, đổi pass. Các cái khóa loại khác thì các bạn cũng để ý, nó cũng làm cũng gần tương tự thôi. Có cái thì nó ở đây, nhưng có cái thì xoay ngược hẳn ra đằng sau này. Đấy, xong mình ấn giữ xuống, ấn giữ xuống để nó dí vào một cái lẫy. Đây này, đây nó tạch một cái để cho mình có thể đổi được pass. Đổi được pass theo ý mình. Đấy. Nó đơn giản vậy thôi. Đấy, mình đổi lại một lần nữa nhá. Mình đổi lại về 000 này. Đây, mình ấn giữ như này. Xoay về này. Đây. Đấy. Nhả ra. Đấy, bây giờ là phát lại về mặc định ban đầu. 000. Xoay đi. Không hay được. Đấy, ok, cảm ơn các bạn theo dõi clip. Nếu thấy hay nhấn like, share, đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Tạm biệt tất cả các bạn.